Cô coi tôi là gì hả? Cô đang nói rằng tôi ức hiếp cô vì lòng tham của tôi với số tiền thừa hưởng hay sao? Con đâu có nói như vậy đâu mà. Con chỉ thấy mẹ đối xử tốt hơn với con trước khi con cưới. Mẹ không còn hiền lành như trước và con không biết mẹ có giận vì số tiền thừa hưởng hay không. Nói vậy thì khác gì lúc nãy đâu. Cô nghĩ là tôi tham tiền thừa hưởng của cô sao? Ôi trời đất ơi, tất cả sẽ thuộc về con dâu của tôi. Rồi cô nghĩ tôi ức hiếp cô vì cô không được đồng nào hết. Nếu không tại sao đột nhiên mẹ ghét con tới như vậy chứ? Tôi vậy từ lúc nào? Lúc này là thường xuyên. Trước khi cưới con. À không, dù là sau đó mẹ vẫn thương con nhiều lắm. Con chỉ cưới Thuy Quân vì có sự động viên của mẹ. Chính mẹ cũng nói như vậy mà. Con cứ tin bác đi. Bác ở phía bên con. Con trai của bác không có cãi lại bác đâu. Con bác là con người tận tụy mà. Mẹ có nói như Tôi vậy có không? nói. Ban đầu thì sẽ tốn thời gian đó. Nhưng khi con đi chơi được với nó sẽ tận tụy hết mình với con. Đừng lo lắng. Nếu con ráng đợi thêm một lúc, con sẽ hiểu điều mẹ nói. Mẹ có nói vậy Đúng không? vậy, tôi có nói đó. Tất cả những gì con cần làm là tin tưởng mẹ. Mẹ có nói vậy không? Mẹ có nói như vậy không? Cô đang tra khảo tôi à? Cô biến tôi thành đứa trộm cắp tham lam số tiền thừa hưởng của gia đình cô hay sao? Cô đang tra khảo tôi như vậy đó hả? À, không phải vậy mà. Con chỉ muốn biết lý do đã khiến cho mẹ thay đổi thôi. Tôi nhận vì tôi tưởng là cô đáng yêu. Nhưng mà không hề. Dạ sao? Cô có thể làm gì được không? Không phải con dâu nên biết những công việc cơ bản của người giúp việc hay sao? Hả? Bởi vì chúng ta đã bàn tới chủ đề này. Mẹ cô nuôi dạy cô kiểu gì mà đuổi cô đến một gia đình khác vậy? Cô lúc nào cũng cãi lộn với bà giúp việc ở đây. Cô còn không biết cách cầm cái tô nữa. Con không làm được việc đó mẹ à. Con chưa bao giờ làm việc này hết. Tôi mang cô về trưng sao? Mẹ nói là không sao nếu con không biết làm việc nhà mà. Không phải mẹ nói như vậy à? Đúng vậy, tôi có nói. Nhưng mà nói thật, tôi nghĩ là cô sẽ không tệ hại đến mức đó đâu. Thiệt tình đó. Thiệt là tôi sợ cô luôn rồi. Nếu như cô nghĩ cái cách cô bị đối xử khác biệt thì cô nên coi lại bản thân của cô. Và tại sao mình lại bị đối xử khác biệt như vậy chứ? Cô nghĩ sao mà dám đổ lỗi cho tôi vậy hả? Hả? Con hiểu rồi thưa mẹ. Chắc là con cảm thấy tự ti thôi. Con chỉ lo đó là lý do cho sự thay đổi của mẹ nên con phải hỏi cho chắc chắn thôi. Con không hề nghĩ mẹ là người nông cạn như vậy đâu. À, bây giờ con thấy thoải mái rồi. Mẹ, mẹ đừng thấy khó chịu nha. Như mẹ đã nêu ra, con không được lịch thiệp và hành xử ngu ngốc. Con xin lỗi mẹ. Tôi thấy như bị tát vào mặt. Tôi chắc rằng sẽ mất khoảng 3 tháng để cơn sốc giận dữ này biến mất. Sao cô dám buộc tội một người vô tội như tôi chứ? Con xin lỗi, con sai rồi mẹ à. Xin mẹ đừng giận mà. Mẹ nghỉ ngơi đi. Ôi trời đất ơi, lúc nào cô ta cũng ngu như vậy hay sao? Cô đúng là gan thiệt đó. Rồi cô sẽ bị cô Tây Hy nói một trận cho mà coi. Tôi không thể cứ đứng đó mà không biết lý do. Ôi trời chúa ơi. À, được rồi, cứ làm vậy đi. Để rồi coi, cô không biết cô vướng vô rắc rối gì đâu. Con người phải biết chỗ đứng của mình chứ. Cô ta định đào mộ cho mình hay sao vậy? Hơ, thiệt tình, đúng là ôi trời. Ít nhất thì mẹ của Sugi cũng được Thê Quân yêu quý. Cô này không có giống cô kia chút nào hết. Cô ấy còn phải thông minh hơn nhiều nữa. Nếu mà cô ấy không thông minh á, cô sẽ là người duy nhất gánh chịu thôi. Cô còn phải hỏi mới biết chứ. Đã đủ tệ khi bà chủ biết là sẽ không có xu nào rồi. Bà đang tức điên lên. Và mình cũng nói cô ta rồi.
Xin chào quý khách. Dạ chào quý khách. Xin chào. Ôi trời ơi, ngài giám đốc đến rồi. Chào cô Hương Su, lâu rồi không gặp. À, dạ. Có nhiều người ghé qua không chị? À, dạ nhiều, tất nhiên rồi. Cảm ơn ngài chủ tịch đã bỏ thời gian ghé qua. Cảm ơn ngài. Không có gì đâu, tôi đâu thể bỏ lỡ một dịp như vậy. À, dạ. Tôi nghe cô chuẩn bị kỹ lưỡng lắm mà phải không? À, dạ. Ngài chủ tịch cứ dành thời gian và nói cho tôi biết nếu như có ý kiến gì nha. Tôi lên trước đi. Dạ. Chủ tịch Trung lâu rồi không gặp. À, giám đốc Song, lâu rồi không gặp ngài. Ngài khỏe không? À, khỏe. Ảnh về tháng trước của anh bắt mắt lắm nha. Cảm ơn giám đốc. Tôi cũng thích buổi chụp ảnh Milano lắm. Bài báo rất tuyệt. Mình cũng đã đổ rất nhiều siro lên bánh kép rồi. Và mình cũng đã làm ly nước cho bà rồi. Nè, bạn mũ đỏ, bà ngoại của bạn bị cảm rồi. Bà ấy bệnh nặng. Cho nên hãy đưa chúng cho bà của bạn đi. Sao vậy? Không sao. Cái gì? Sugi nhờ em thu âm mấy câu chuyện để nghe khi đang ngủ. Chuyện buồn quá cho nên khóc à? Em dễ chảy nước mắt dữ vậy? Không tốt cho con của chúng ta đâu. Đọc truyện nào vui lên á, chắc có nhiều quyển mà. Không phải vậy. Em chỉ buồn khi biết Sugi cần kiểu thu âm này. Em buồn lắm. Có con trai đi. Rồi anh sẽ dám chắc con gái em có thể đến thăm đó. Anh đừng nói suông. Gia đình anh không muốn em gặp con em. Nhưng lâu lâu em gặp được một lần mà. Ví dụ thử coi. Màu đỏ hoặc là màu vàng thì sao đây? Màu vàng á. Mắt màu vàng thì sao? Wow, không hợp trời lắm. Tôi nói đúng không? À. Cô ấy nói gì? Anh gặp cô ấy mà. Anh không gặp được. Không thấy nhấc máy. Anh không tới nhà cô ấy. Anh không có đến. Sao? Em hỏi sao là sao chứ? À, em không cho mà. Anh nghe em kìa mà. Có gì sai sao? Sao lại nóng nảy? Anh là đứa trẻ đó hả? Em là mẹ anh sao? Nếu có chuyện thì anh sẽ nói mà. Cứ mặc anh đi. Em liên tục hỏi anh và anh liên tục trả lời em như vậy sao? Như vậy là thế nào đây hả? Anh nói cô ta sẽ ở đó và anh sẽ tới. Anh không quan tâm ai hết cho nên cứ mặc kệ đi hả? Anh ra sân golf Trung Su và anh đến nhà tắm hơi rồi đi ăn. Chỉ vậy mà thôi. Đừng nhìn anh như vậy chứ. Cái kiểu nhìn đó, anh rất ghét đó. Cảm ơn phóng viên Song. Bảo trọng. Đừng có uống nữa, đi ngủ đi. Thôi được rồi. Nghe rõ, phóng viên Song. Phóng viên Song à, chị xin lỗi nha. Chị yêu em. À, được rồi. Đi ngủ sớm đi, em về đây, ha. Được rồi, vô trong đi. Ok. Không sao đâu em, anh ta là bạn. Không phải kiểu đó, bạn thường thôi. Vào đi. Chào em nha. Tạm biệt cô. Trung Su, lại mở giùm em chai rượu đi. Cởi áo khoác ra đã. Được thôi.
Cô là phóng viên Song phải không? Ừ, Song Suna. Cô có dễ nghi ngờ? Cũng phải. Cô đồng tính sao? Cô cũng vậy hả? Không phải. Lần đầu anh đến đây sao? Chỗ ở cũng được đó. Chung cư bất ngờ bởi em phóng viên và chạy đi. Cô cố tình vậy sao? Đâu có. Cũng có thể là vậy. Sao vậy? Nói thẳng cho anh đi. Anh nghĩ là anh có thể làm được vậy hay không? Em cứ tưởng là anh ta sẽ đến nhưng mà không. Cho nên em đã rủ phóng viên Song đến qua đêm. Khi bọn em gặp nhau, bọn em đã cá với nhau là anh ấy sẽ đến vào sáng hôm sau. Em may mắn nên thắng được. Em không cố tình gọi cô ấy. Nhưng mà kết quả vẫn như nhau thôi. Không có gì thay đổi cả. Chu Gu, hãy tha cho anh ta đi. Những người ganh tị với những người như mình, nhưng có một hòn đá lớn treo trên đầu của mình. Chúng ta theo bản năng được nuôi lớn, và cũng có nỗi sợ người cha của chúng ta. Kiểu căng thẳng đó rất là đáng sợ. Căng thẳng ai cũng đáng sợ hết. Khoảng thời gian ở bên em, thằng Chung Gu đó, nó thích em nhiều lắm. Chỉ có điều là hắn không cưới được em mà thôi. Hãy hiểu cho hắn đi. Hãy để người muốn đi được ra đi, cũng được coi là tình yêu. Nếu kéo một người muốn ra đi như bản thân của em, đó không phải là tình yêu mà là ám ảnh. Ám ảnh là một căn bệnh. Em biết. Đà mi à? Em nhức đầu lắm. Anh Chung Su à, anh đúng là người tốt. Ít nhất anh vẫn đối xử với tôi như con người. Nè, đó là cách con người đối xử với nhau. Anh ta kêu anh đến xem phóng viên Song có viết bài báo nào hay không à? Không phải em cũng lo lắng hay sao? Em nói là anh ấy đừng lo. Cô ấy sẽ không viết gì trừ khi em nói. Bọn em thương lắm. Nói với anh ta đừng có tìm em khi cần nữa. Mà hãy nhận cuộc gọi của em đi, nếu như anh ta muốn biết. Em đi ngủ đi. Chào anh Chung Su. Nghe, gặp rồi. Em mừng vì chúng ta đi chơi, em thấy thoải mái quá. Vậy đừng phần nàn nữa, vậy cứ để mọi thứ cho anh giải quyết đi là được rồi. Nếu như để em giải quyết thì chúng ta sẽ bị đẩy xe lại cái chắc. Sao anh không đổ xăng trước khi chúng ta khởi hành vậy? Anh hào hứng quá. Anh chịu thua khi nói là em không muốn. Nhưng mà đột nhiên em lại đổi ý nữa. Anh muốn đi ngay lập tức trước khi em suy nghĩ lại đó. Chỗ này đẹp thật đó. Đẹp phải không nào? Chúng ta qua đêm nhé. Ờ không phải. Ngày mai là chủ nhật, không có lý do gì để chúng ta phải về sớm cả. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta có thời gian bên nhau. Chú Chú Bu Bu thì sao? À, Chú Chú Bu Bu nhà Du Ha đi.
Không, không nhờ vua ha. Anh có thể nhờ bác sĩ Bon Yun. Tất cả những gì phải làm là cho chúng ăn tối và ăn sáng thôi. Vậy anh sẽ nuôi con cái đó à? Làm gì có. Bọn chúng chưa bao giờ để ai không quen biết cho chúng ăn và ngủ đâu, biết chưa? Uống hết vậy đi thôi, bọn trẻ đang đợi đó. Không sao đâu mà. Sẽ kẹt xe đó. Sao mẹ anh lại gọi điện cho em vậy? Dạ, chào mẹ. Đang ở cùng Quang Mô à? Dạ. Đúng rồi mẹ. Sao lúc nào anh cũng thích làm vậy hả? Mẹ anh xếp cho anh một cuộc hẹn giấu mặt mà. Anh nên nghe lời mẹ của anh đi. Em nói vậy là sao chứ? Anh bị điếc hay sao? Anh đã có thể làm cho xong rồi mà. Chứ dù anh là thằng khốn sao anh phải hẹn giấu mặt như vậy chứ? Em nói như vậy, dù gì đi nữa thì anh sẽ không lừa dối em đâu. Đó là nguyên tắc và luật của anh mà. Em nói vậy là sao hả? Em biết ngay khi em nhận ra đó là giọng mẹ anh, mẹ muốn gặp con. Đó không phải là em. Đó là vì mối quan hệ của em và Yuha thôi à. Không sao đâu, anh Su à. Không được đâu, em có nói là sẽ cưới anh không? Nếu không phải anh thì là ai đây hả? Sao anh phải hét lên vậy? Sao anh phải hét lên? Em hét lên trước mà. Trong trường hợp này, Yuha ở trong tình trạng này em vẫn chưa quyết định được đâu. Sao anh có thể làm vậy chứ? Rõ ràng là mẹ anh không thích chuyện này mà. Đừng lo chuyện đó mà. Em nghĩ mẹ anh thích Yuha hay sao? Mẹ anh dễ tính lắm. Dù mẹ anh không đồng ý thì cũng sẽ đồng ý mà thôi à. Em thấy mẹ anh với Yuha rồi. Phải rồi, em đã thấy cô ấy khóc khi đang ăn đó. Cố giấu để không bị lộ ra. Nè, xem có thể nói gì mẹ anh à. Úi, mẹ à, sao mẹ không hỏi con trước vậy? Úi, nói mẹ rằng Yuha đã hẹn hò và ba người chúng ta đã chấm dứt cả rồi. Anh nói như vậy đâu. Nói mẹ là cả ba chúng ta hoàn toàn ổn. Anh Chu à. Anh Chu à. Anh Chu à. Anh Chu đáng yêu à. Đừng nói là em sẽ không cưới anh nữa nha. Đừng làm hỏng nữa nha. Em đang nghĩ cái gì vậy? Đau bụng. Em cần phải đi vệ sinh. Mất vậy sao? Ngay bây giờ hả? Trạm gì còn xa lắm đó. Dì đã biết cái chú Hàn đó xấu xa từ đầu rồi mà. Con bị lừa rồi, tức quá đi. Ôi trời ơi, con bé về rồi sao? Con có quà cho bà. Ừ, cái gì vậy? Dạ bánh. Ôi trời ơi, thật sao? Bà sẽ ăn hết luôn. À, con tốt bụng quá. Vào đi. Bà ơi, huyết áp bà lại lên sao? Không phải, bà chỉ kiểm tra thôi. Đi coi phim có vui không? Dạ, bộ phim hay lắm. Chị Rin đâu rồi mẹ? Sugi đi thay đồ nha. Dạ. Con ở lại. Ngồi xuống. Sao vậy? Mẹ nghĩ là cô ta đã biết chuyện diễn ra rồi. Chúng ta phải cẩn thận hơn đó. Nó giáp mặt mẹ. Cái gì? Và hỏi mẹ lý do phải thay đổi đột ngột. Nó giáp mặt mẹ hả? Nó hỏi có phải vì nó không được tiền thừa hưởng. Ôi trời ơi, con đã nói là đừng thể hiện rõ vậy rồi mà. Hả, không cản nổi mẹ nữa. Nếu mẹ cứ xử lý sai á, sẽ có lời đồn là mẹ ăn hiếp con dâu vì không được tiền thừa hưởng. Con mụ mai mối đã kể cho gia đình nó mất rồi. Ừ, phải rồi. Sao con không thấy bất ngờ chút nào hết vậy, hả? Con đã nói là đừng có phàn nàn nó nữa. Thì mẹ đã nói gì hả? Mẹ nói gì? Con nói cái gì? Là mẹ nói không có tội. Biết rồi còn hỏi chi? À... để con coi thế nào đã. Kệ nó đi. Kệ nó đi. Mẹ nói nó giáp mặt mẹ, đó không phải là cách ứng xử của con dâu đâu. Đó là mẹ nói như vậy thôi. Cái gì? Bình tĩnh đi, dùng cái đầu mà suy nghĩ, dùng đầu suy nghĩ đi, biết chưa? À, vậy thì mẹ nghĩ đi. Vào đi. Cái gì đó? Chị về rồi à? Đứng dậy đi. Em phải đứng lên chứ.
Có cần phải vậy đâu. Đâu phải là quý tộc gì. Mẹ có nói gì không? Đúng là vậy. Mẹ chỉ thấy bất ngờ vì sự hiểu lầm khủng khiếp của em đó. À không, em chỉ hỏi để dám chắc thôi. Nhưng có vẻ là em hiểu lầm mẹ rồi. Vậy sao? À, không phải em. Sao một người có thể làm như vậy chứ? Chị không muốn nghĩ tới cảnh đó đâu. Xin chị hãy nói với mẹ để mẹ không phải hiểu lầm. Được thôi, chị sẽ nói với mẹ. À, cảm ơn chị Thi. Em có vẻ chưa hiểu ha. Mẹ của chúng ta không có cái tính cách gọi là vui vẻ đâu. Giống như là thời tiết vậy. Nếu mà mẹ vui vẻ là một ngày nắng ráo, còn nếu mẹ cáu gắt là một ngày mưa mây, và nếu mẹ giận thì là một ngày bão đó. Chị đoán là công việc dạo này không thuận lợi cho lắm. Em nghĩ chắc phải mất một thời gian em mới quen mẹ được. À, cũng đúng ha. Với chị đã mất 40 năm rồi. Khi em trai rồi sẽ ổn thôi. Em yêu theo quân mà đúng không? Phải chịu đựng thì mới là sức mạnh của tình yêu. Dạ. Đừng có chọc giận mẹ chị nữa nha. Mẹ là bệnh nhân huyết áp cao đó. Nếu mẹ ngất đi mà phải vào nhà vệ sinh thì sao? Ai sẽ dọn đi? Ờ. Nè, sao chị nói chuyện kinh khủng vậy? So với tình trạng hiện giờ, nó không đáng sợ chút nào hết. Đừng có nổi nóng. À. Cẩn thận đi. Biết chưa, hả? Chị là người con. Bà ấy mới là mẹ đó. Dạ. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Ăn cái gì vậy? Tôi đang cố quyết định nên làm cá kình hay là cá bẹt đây. À, tôi nấu cá kình nhiều lần rồi nhưng mà bà chủ muốn ăn cá bẹt, không biết làm sao nữa. Và khi tôi nấu cá bẹt á, bà chủ lại muốn ăn cá kình nên tôi không chắc là phải chọn món gì đây nữa. Cá kình đi, mẹ tôi thích ăn cá đó lắm. Nhưng nếu bà ấy đợi ăn cá bẹt á, cô chịu trách nhiệm nha, ha. Nhưng sao nó cứ dơi dần vậy? Cái đó hả? Ừ. Cô con dâu mới ăn nó vài lần mỗi ngày thôi mà. Món này hả? Ừ, món đó. Tôi đã muốn nói gì đó cho cô ấy, nhưng mà tôi đoán là cô ấy sẽ tròn đôi mắt ra, cãi lại lời tôi liền nên thôi kệ luôn, không nói với cổ nữa. Phải rồi. Cô ta nói món đó ngon tuyệt. Mà ai cũng có chung khẩu vị ha, đúng không? Nó cũng đúng. Nhưng mà mẹ Sugi chưa bao giờ đụng tới chúng hết đó. Cô biết không? Đúng là vậy. Bà, nếu bị phát hiện là mẹ tôi chửi ngay đó. Cô đừng có lo, tôi biết khi nào phải giữ im lặng mà. Tôi không nói gì đâu. Lạnh quá, vào nhà đi, vào nhà đi. Dạ thưa gì? Đi chơi vui vẻ nha ba mẹ. Ờ, chắc rồi, con vào nhà đi. Dạ. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Vào trong đi. Dạ cháu chào cô. Lâu rồi không gặp. Dạ. Ủa mẹ sao ở đây còn nhiều chỗ mà. Mẹ phải lấy đồ giặt ủi nên mẹ kêu gặp ở đây. Unsu, lại đây. Đừng nói gì làm cô ấy buồn nha mẹ. Con yêu cô ấy lắm đó nha. Đây là lần đầu tiên con yêu một người con gái đó. Con nói vậy với từng cô gái con đã mang về đây mà không đúng sao? Đừng có bắt đầu gây rối nha. Những người con gái trước đây chỉ là trò đùa mà thôi. Và lần này là thật đó mà. Con đã không biết tình yêu là cái gì rồi. Giờ con biết rồi. Vì con biết đó là tình yêu rồi. Ngồi xuống. Hai đứa đã đi đâu? Bọn con tới bãi biển thôi. Cái bãi biển gần đây nè. Unsu à. Như vậy là không đúng đâu. Con bảo là đừng phá mà. Mẹ đang nói chuyện với cô ấy mà. Cô ấy đang giận con đó. Thế này không giúp được cái gì đâu. Sao con lại giận nó? Vì con đã nói mẹ. Im lặng đi. Cái thằng ngốc này. Cô thật sự không thể nào hiểu nổi mấy đứa được nữa.
Sao con có thể thích Hoàng Mô chứ? Dạ. Con chắc là mẹ sẽ không... Con nói mẹ rồi, cô ấy thích con trước mà. Đó là tại sao chuyện này không được. Vì chuyện đó nên hai đứa đã không thể yêu nhau được. Xin cô đừng lo, không có cưới nhau đâu. Anh nhờ em rồi mà. Con nói vậy là sao? Cô tưởng hai đứa để yêu nhau. Đúng là như vậy. Nhưng mà cháu không ngây thơ đến mức muốn cưới anh ấy luôn đâu. Và cháu không hề có ước mơ về chuyện đó. Anh Chua, anh Chua. Nè, nhìn thẳng mặt cô nè. Đầu tiên, cô cảm ơn con vì đã cho cô biết con không cưới nó. Nhưng đó là vẻ mặt con muốn cho ba mẹ và bạn trai của con thấy sao? Cái vẻ mặt đó là thế nào vậy con? Dạ. Vì chuyện này hơi khó xử quá. Cháu nói là anh ấy không muốn cưới, nhưng mà anh ấy nói trái ý cháu. Vấn đề chính là cháu từ chối nhưng mà anh ấy mặc kệ cháu nên không thấy vui. Đừng để ý mà, đừng để ý mà. Nhìn cô ấy có như đang để ý không? Nhìn cô ấy xử sự với người lớn kìa. Cô ấy là vậy mà. Như vậy là xinh nhất đó. Vậy con sẽ không cưới nó và chỉ hẹn hò nó thôi. Sẽ cưới thôi. Mẹ không hỏi con. Dạ. Sao? Nè. Cô nói là cháu không hợp. Cháu đã biết là cô sẽ thấy như vậy. Và ba mẹ cháu biết là anh ấy là loại người thế nào. Nên bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý cho cháu cưới đâu. Cô hãy yên tâm đi. Vì cả hai gia đình đều không chịu hôn nhân này, cháu không muốn gây phiền phức bằng cách cố gắng thuyết phục hai bên nữa. Vì cháu biết làm vậy cũng không được gì. Anh Chú hả? Dù gì cũng cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Mẹ à, mẹ à. Cô đừng lo lắng. Cô cứ thoải mái đi. Có hơn 100 lý do tại sao chuyện không thành. Em kể hết luôn nha. Khi em muốn ở một mình thì anh không thể để em ở một mình. Em không thích nói chuyện khi em không muốn nói. Và có con cũng sẽ phiền hà lắm. Giả lại, em chỉ muốn sống tự do, làm những gì mà em muốn thôi. Và chết đi. Anh sẽ nghe theo lời của em mà. Em không muốn thấy anh nữa, anh sẽ biến mất ngay thôi. Chúng ta không cần phải có con, không có sao hết. Không muốn nói chuyện thì thôi. Em làm hết những chuyện đó đi mà. Chuyện sẽ không như cũ khi anh cưới em đâu. Cuộc sống và thói quen của anh sẽ thay đổi sau này. Em không muốn sống trong cuộc sống hôn nhân không vui. Em có bao giờ như là người vui vẻ đâu. Em lúc nào cũng uể oải và chán chường hết mà. Sao em có thể tin khi cưới anh làm chồng chứ? Anh là một loại thú vật. Cho đến tận bây giờ, em là người duy nhất ở đây bị tổn thương. Nếu như em cưới anh thì người kết thúc là em đi. Anh Chu à, anh Chu à. Rồi em sẽ làm một đứa nữa ly dị sao? Khi em còn không hứng thú với hôn nhân nữa. Khi đó không còn mục tiêu của em anh sao? Anh không phải là loài cầm thú đâu mà. Anh là đồ cầm thú. Anh là một con người mà. Anh là người thú. Không phải. Không phải gì. Anh không làm gì với em đâu. Không bao giờ. Không đâu. Không đâu. Tin anh đi. Hãy tin anh đi. Sao vậy? Không có gì. Thu âm xong rồi. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Em cũng mệt lắm. Vậy là anh vào phòng được rồi.
Em xin lỗi đã làm anh bực. Nhưng phải như vậy thôi. Anh đoán chắc phụ nữ nào cũng sẽ như vậy. Chung Sơ đã gặp cô ta và nói rằng tốt nhất anh nên nhận cuộc gọi của cô ta. Chỉ cần trả lời cuộc gọi của cô ta thôi. Nếu không thì trời biết cô ta làm gì. Làm việc gì? Em không biết sao? Anh à, ngồi dậy đi. Ngồi dậy và nói chuyện đi. Nói. Em muốn nói gì? Nói đi. Sao em vẫn cảm thấy như là anh vẫn còn thèm muốn cô Lidami đó? Thật sự em cảm thấy như vậy đó. Em đang nói cái gì vậy? Nếu không thì nói thẳng luôn đi. Anh đừng có sợ. Anh làm thế nào được? Chúng ta được ba tha thứ rồi mà. Và nếu cả thế giới biết thì sao? Bị mất mặt trước toàn thế giới có giống với trước mặt ba hay không? Nếu bị đuổi thì có sao đâu. Chuyện của ai hả? Anh và em là người lạ à? Nếu chúng ta bị đuổi, chúng ta có thể mở một cửa hàng. Chắc là họ sẽ cho chúng ta đủ tiền nuôi con. Họ sẽ không thể bỏ mặc đứa bé. Đứa bé?